Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì cả tuần rồi, bắt đầu ngày hôm nay em mới có thời gian quay video. Những cái video mà em quay cho mọi người xem đó là ráp đồ này kia cái nọ, thì ngày hôm nay bắt đầu quay qua cái về cái việc là hai mẹ con được nghỉ. Ok rồi, để em quay xem. Thì hai mẹ con hôm nay được nghỉ một ngày. Và cái ngày nghỉ của em thì bắt đầu cũng khá là bận biểu, chạy vòng đủ thứ việc để mà phải lo. Hôm nay sẽ chạy ra tiệm của chị Minh để lấy tiền lương, rồi phải chạy ra bên bên Eden để mà lấy đồ xong rồi á, lấy đồ xong rồi còn phải chạy qua chợ mua một số đồ về nấu ăn rồi gì nữa ta. Rồi phải rồi chạy tranh thủ chạy qua chị Tâm Mì làm nail cho chị Tâm Mì, gì nữa nè, nhiều lắm, nhiều công việc lắm. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình chạy đi đây đó và sẵn quay chậm lại quay video lại cho mọi người xem ha. Hôm nay là muốn bệnh rồi quý vị ơi, sang tiếng rồi, đổi trời á. Cái hôm bữa đổi cái nước gì đó, uống cái nước gì đó cái kiểu nó gắt gắt trong cổ á. Bữa nay cái nó muốn viêm họng, nó muốn ho luôn rồi quý vị. Để em xem coi còn em còn một cái viên thuốc ho nào không. Em uống thuốc ho mà của Việt Nam đó mọi người, thuốc ho xanh á, thuốc ho xanh của Việt Nam á, mình uống mình cảm thấy nó chịu với cái cơ thể của mình á. Cho nên mình cứ hay giữ cái viên thuốc một viên xanh đó để mình uống mỗi khi mà mình trái gió trái trời mình bị ho. Cứ qua đây là bị ho thôi, tại thời tiết lạnh mà cơ thể của mình không chịu nổi lạnh. Còn hầu như ai ở đây cũng vậy chứ không phải một mình. Con hai cô chú chưa? Hai cô chú nói đàng hoàng. Con hai cô chú nói đi, rồi mẹ quay xe cho. Nói đàng hoàng. Đúng rồi. Anh kêu quay xe bên đây nè. Ok, bây giờ quay cho cô chú xem nha. Đây, xe này của ai? Của ai nói? Con nói của ai? Của nói lớn lên. Của ba hả? Không, cái này của ông hàng xóm. Ông hàng xóm phải không? Phải không? Của ông hàng xóm không? Của ba. Của ba hả? Ok, rồi bây giờ mình đi ha. Rồi, let's go nha mọi người. Mấy hôm nay thì em bận biểu quá, cũng chưa có chia sẻ mọi người là dạo này em đổi chỗ làm mới, ở gần nhà hơn, đi có 15 phút à, cách nhà có 15 phút thôi. Rồi chạy xe từ đây qua bên đó thì chạy ngược xuống, thay vì á mình đi y định thì mình chạy vòng lên, còn cái này mình sẽ chạy vòng xuống, chạy vòng xuống cái phía khúc dưới này. Rồi xong rồi á chạy, khi mà mấy bữa có cái mấy bữa trước mình chưa có cái chỗ để mình gửi Henry á, thì mình phải chạy ngược lên y định, mình gửi ở trên cái bà hay gửi Henry đó ở trên y định, xong rồi gửi trên y định xong cái từ đây nhà mình chạy xuống Y Đình là 30 phút. Mà từ Y Đình chạy xuống cái chỗ mới của mình làm là tới 45 phút. Tại vì cái nhà của mình là nằm ở chính giữa, thì mình chạy tới 45 phút thì mình mới chạy tới cái chỗ làm. Là nó hơi bị xa luôn, hơi bị chéo đường luôn. 9 giờ mình đi rồi, 9 giờ mình đi mà tới 10 giờ mấy mình mới tới chỗ làm, 10 giờ 15 mình mới tới chỗ làm. Cái sorry mọi người, ăn Noel với ăn Tết bảy tập bạ, ăn Tết Tây rồi đó. Cho nên nó vô nghỉ 2 tuần luôn. Thì tới đầu tháng 1 bắt đầu mới vô học lại. Rồi cái mình mới đâu có biết đâu, mình mới qua mà con mình cũng mới đi học mà mình đâu có biết, ví dụ mà đầu năm mới mà cho nghỉ nhiều vậy đâu. Cái nếu như mà mình biết thì mình làm ở bên đó cho hết cái tháng này luôn. Để cho tại vì lúc đó là Henry nó chuyển về bên đây á, thì mình đi rước nó xong cái mình chạy lên mình đi làm. Tại vì chiều á mình rước nó xong rồi không có ai để mình gửi, không có ai để mình gửi, cái mình phải chạy ngược lên trên tiệm thì nó bị xa. Mà cái giờ mà rước Henry mà chạy lên tiệm á là cái giờ nó rất là kẹt xe. Cái giờ đó là cái giờ tan tầm, người ta đi làm về đó, người ta rước con rồi đó, nó đông lắm mà nó kẹt xe dữ lắm. Rồi á có khi chạy cả tiếng hồ mới tới tiệm. Cái mình đi mà mình bị gì hoài, cái mình bị nản quá vậy. Mình bị nản á, mình nản á, rồi thay vì mình tính là đã mình nên làm trễ rồi mà mình đi suôn sẻ á, thì mình lên nó cái thời gian của mình nó còn mau để mình bắt khách mình làm. Mà
lên tối cùng mình lên 6 giờ mình làm đâu được nhiều con đâu. 6 giờ tới 8 giờ đúng 2 tiếng đồng hồ làm đâu được nhiều con khách đâu. Bữa nào hên hên thì làm được hai con mập mập. Còn bữa nào mà xui xui làm hai con tay chân nước là coi như xong luôn. Hai con tay chân nước có trăm mấy cho nhiêu. Rồi xong rồi cái mình mới thấy vậy cái mình mới thôi xin nghỉ để mình xin cái tiệm ở gần đây để mình đưa đứa con mình. Xong khi mà xin nghỉ xong xuống dưới đây đưa đứa Henry rồi á thì lại thêm một cái tình trạng nữa là Henry nó nghỉ. Nó nghỉ lễ. Ôi trời ơi, nghỉ lễ thì ở nhà là không ai giữ. Khổ. Trời ơi nó tùm lum hết trơn. Cái xong cái anh nghỉ lễ xong rồi không ai giữ. Tại vì mình đón á. Mình nói là thôi kệ đi, bây giờ á mình về về bên đó nó đi học thì bất quá mình cứ thứ hai thứ ba tới thứ sáu mình chỉ cần mình đi đưa rước con mình thôi. Mình đưa rước con mình đi học mình chạy về đưa rước này kia nọ nó cũng gần, kiểu là có cái chỗ làm gần rồi. Đùng cái nó nghỉ học. Nghỉ học cái giờ thêm một cái vấn đề nan giải nữa đó là phải kiếm babysit. Babysit đi gửi ảnh. Đó chứ giờ mình đâu có thể nào ở nhà mà mình nói với bà chủ nếu như bây giờ mình không có kiếm được babysit gần đây chắc mình phải nghỉ, mình không có làm nữa và mình đợi khi nào mình kiếm được babysit mình mới làm. Mà dòng thứ mới vô làm có ngày hai ngày tự nhiên nghỉ một phát mấy tuần người ta đâu có chịu. Rồi không được luôn. Rồi cái mình thấy vậy thôi, chạy xa chút xíu chạy xuống bà babysit dưới này. Chạy đúng một tiếng mấy đồng hồ quý vị. Chạy xe không hết ngày hết giờ. Cái mọi người nghe mọi người cũng chửi, mọi người nói mày điên quá. À, vòng vòng dưới đây thiếu gì người giữ mà làm gì mày chạy xuống dưới vậy. Nói vậy chứ giờ em chưa có biết ai giữ thì bắt buộc em phải gửi ở đó thôi chứ bây giờ em gửi ở đâu giờ. Tại vì nếu như mà em biết em có chỗ gửi thì mình gửi xong rồi mình đi làm nó dễ. Còn bây giờ mình không biết ai hết trơn mà mình không biết ai là cái người giữ con cho mình được hết trơn rồi làm sao mà mình dám gửi. Đúng không người? Đó hình như em nhớ là cái đường này. Bữa giờ chạy cái đường này cũng 2-3 lần rồi cho nên không biết là chạy có đúng hay không. Chạy thêm chỉ nhớ mọi người. Đó, cái xong cái quay qua cái bà nói thôi để đi đi. Để bà kiếm cho, bà kiếm người bà chỉ cho. Bà giới thiệu cho. Cái xong mới về mới gọi điện mới hỏi thăm thì hỏi cái người đó có còn giữ không. Thì bà bác là vẫn còn giữ. Cái xong mới thấy vậy mới cho mình số điện thoại là kêu mình gọi điện cho cái bà bác đó đây. Hỏi hai người hai bên nói chuyện với nhau là nhận bao nhiêu, tiền bao nhiêu, mấy giờ rước, mấy giờ đưa gì đó thì hai bên nói chuyện với nhau. Cái mình nghe vậy mình cũng mừng. Mình gọi liền cái xong cái hỏi bà bác giữ có con đứa à? Bà bác giữ có thằng trai à? Henry nó là đứa thứ hai. Thì bà mới hỏi mấy giờ rước, mấy giờ đưa. Thì mình mới nói là sáng là mình đưa đi qua khoảng 8-9 giờ gì đó. Qua tới rồi chiều thì nếu như mình đi làm về mà mình đón thì khoảng 8 giờ thì tiệm mới đóng cửa thì khoảng 8:30 mới ra thì chắc khoảng 8:30 9 giờ mới qua rước, thì bà nói ok thì bà nhận. Thì cái tới khi mà nhận Henry xong á thì mình mới nói là nhưng mà nếu như mà chồng con rước thì sẽ rước sớm. Thì bà nghĩ rước sớm chắc khoảng 5 giờ chứ đâu có nghĩ sớm hơn nữa đâu. Tới khi hả mà ông xã mình cũng đi làm về tới 3:30 ông về ông rước mất xác rồi. 3:30 ông về ông rước rồi. Cái xong cái ổng mới nói là cái bà mới nói gọi điện cho mình, bà hỏi là có cho rước không. Cái mình nói là không có, bà cứ cho rước đi cho nó về sớm. Bà nói là nó chưa ăn hết cơm. Cái nó không sao đâu, giờ tới giờ về thì bà cứ cho nó về đi rồi ba nó về ba nó rút cơm cho ăn đó. Vậy đó thì bây giờ kiếm được cái chỗ gửi nó cũng thuận tiện cho mình, vừa đi làm mà vừa gửi luôn. Rồi giờ nó quá là tiện luôn. Cái chỗ mà mình ở, cái nhà mình ở, cái chỗ mình làm á là từ nhà mình chạy qua nhà chỗ làm là 15 phút. Còn từ chỗ mình mà chạy qua nhà ba bé bé xịt á thì là 17, 18 phút gì đó. 20 phút, 20, 21 phút gì đó. Thì khi mà mình chạy như vậy á là mình chạy ngang cái tiệm của mình luôn. Mình chạy ngang cái tiệm của mình xong mình bỏ Henry xuống bên nhà bà, xong cái mình chạy ngược lại cái tiệm khoảng 7 phút
7 phút là tới tiệm rồi, cũng gần đó, và nó tiện cái đường cho mình thì mình cứ chạy xuôi xuống, mình chạy lên tiệm cỏ 7 phút à. Còn lúc trước mình chạy, tuy là cái đoạn đường từ đó qua đó nó gần, giống như ông xã mình nói nha, từ nhà mình mà chạy qua bên bà đó tới 20 phút thì nó bằng cái đoạn đường từ nhà mình tới nhà nhà bà Baby Sit mà bà Hà đó, cái cô Hà mà lần đầu tiên mà mình gửi á, thì cô đó có nhỏ gái, cô giữ nhỏ gái. Thì còn cái bà Thủy á, thì ở Y Đền, hai bà lần, có hai bà là nghe quý vị nha. Cái ông xã mình nói nếu vậy em gửi bà Hà đi chứ em gửi làm chi mà dưới này mà 20 phút rồi mới rồi lạ nữa. Cái mình mới nói, mình mới phân tích cho ông nghe, mình nói bây giờ em hỏi anh nè. Từ chỗ nhà mình chạy tới chỗ làm là hết 15 phút đúng không? Mà từ nhà mình mà chạy qua bên nhà bà Hà là 20 phút. Đúng là nó bằng đoạn đường từ bên đây chạy qua bên cái nhà cái bà Baby Sit mới, nhưng mà cái đoạn đường bà Hà là nó chạy ngược lên trên. Xong em bỏ Henry ở đó, rồi em phải chạy ngược xuống cái chỗ em làm, là phải chạy từ nhà, từ giống như nhà em là ngay chính giữa vậy đó. Rồi nhà bà Hà thì nằm khúc ở trên này, còn cái nhà, còn cái tiệm của em thì nằm ở dưới này. Cái quý vị hiểu không? Đó là cái dạng giống như vậy đó, là nó bị chéo đường á. Mà nếu như mà mình đi mà mình gửi Henry qua bên bà Baby Sit á của bà Hà đó, thì mình phải chạy ngược lên, mình bỏ đó là 20 phút, mình mất hết 20 phút. Rồi từ trên nhà bà Hà chạy ngược xuống ở chỗ mình làm nữa là thêm 30 phút nữa là mình mới tới chỗ làm. Thì quý vị thấy cái đoạn đường nó xa tới cỡ nào. Mà bên đây mình chỉ gửi từ bên nhà mình chạy qua bên nhà bà Baby Sit có 15 phút thôi. Nó tiện quá trời tiện luôn. Cái ông xã mình, ông chỉ tính cái đoạn đường từ đó chạy qua đó rước nó gần thôi, chứ ông không có tính cái đoạn đường là mình phải chạy từ cái đoạn đường bà Baby Sit mình chạy về cái chỗ nhà mình làm nữa là nó xa tới cỡ nào. Rồi á, cái mình nói với ông vậy, mình nói anh tại sao anh không tính cái đoạn đường mà từ nhà em, từ cái chỗ nhà của mình á mà chạy qua bà Baby Sit cho tới cái đoạn đường mà từ bà Baby Sit chạy về cái chỗ làm của em nó xa gấp đôi. Cái mình nói vậy xong cái ông im, thấy chí lý quá rồi, đâu nói gì được nữa. Nói chứ bây giờ ai, ví dụ như giờ mình làm trên khúc ở trên này đi, mình không phải làm tiệm dưới này, mình làm tiệm khúc trên này đi, thì chạy như vậy nó tiện. À, mình chạy lên nó, cái mình bỏ Henry ở trên bà, xong cái mình chạy xuống cái tiệm gần gần đâu đó đó, cỡ 5-10 phút gì đó thì được, tại nó tiện đường. Chiều cái mình đi làm về cái mình rước luôn cũng dễ, dạng giống vậy. Còn này cái tiệm nằm dưới này mà ba sẽ trầm trên này, chéo đường chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống vậy nè, cho nó hết xăng chơi vậy đó. Đó mình nói vậy cái xong cái ông im, mà ông không có hiểu được là cái vấn đề nằm đâu, kiểu là giờ gửi chỗ nào cho con ông vui tiện là được, chứ ông không có nghĩ là mình cực, mình ông không nghĩ là con vợ ông nó cực bực, nhiều khi gây lộn là gì, nhiều khi có những cái ông suy nghĩ ông ấu chỉ, suy nghĩ kêu muốn gì gia trưởng đó. Bảo thủ, nghĩ cho mình thôi à. Trời ơi, tôi cũng muốn nè, tôi cũng muốn là con mình nó đi cái chỗ quen để nó đừng có bị lạ người lạ, đúng không? Nhưng mà đi chỗ quen mà cái chỗ quen đó nó không tiện đường cho mình thì mình cũng phải thay đổi thôi, chứ đâu khi nào mà cứ giữ nguyên một chỗ như vậy hoài được, đúng không mọi người? Trời ơi, nó kẹt xe nè quý vị. Em đi hôm nay là 11 giờ trưa mà nó vẫn còn kẹt xe. Cho nên nó nhiều người họ nói là nếu như em mua nhà khúc dưới này á mà đi làm á là kẹt xe dữ lắm nha. Kẹt xe dữ lắm, một là đi thiệt là sớm, hai là đi thiệt là trễ thì nó không kẹt xe. Chứ còn đi lửng lửng là chạy chết luôn. Đây bây giờ chạy chưa tới 10 mai trên giờ nữa. Là bò đó. Nè quý vị thấy em bò không? Đó, xe nó chạy ra đó, đó vậy đó. Cho nên á, có những lúc mà mua nhà dưới đây á, mình nó nói với chồng mình nói nếu như mà mua như này ở đây chắc mình phải đổi chỗ làm, chứ mình không có làm trên đó được. Làm trên đó mình chạy đi chạy về nó xa quá, rồi chưa tính cái kẹt xe nữa. Anh không nó có thiệt, nhưng mà đi xa kẹt xe bất tiện quá. Tiếng muốn tắt tiếng mà nói nhiều nữa một lát là họ là chiều nay khỏi nói chuyện luôn, chiều nay là khỏi nói chuyện luôn.
À, nóng rồi, cởi nón ra đi. Nóng chưa anh gì? Nóng chưa? Nóng hả? Hello mọi người, bây giờ em đã tới cái chỗ supply. Chỗ supply rất là quen thuộc mà mình đã từng review rồi quý vị. Thì hôm nay mình sẽ ghé đây mình mua một chai nước sơn màu đỏ cho chị Tâm Mì để mình qua mình làm móng cho chị, để mình chỉ ăn Christmas đó. Đó, và bây giờ hai mẹ con sẽ đi vào mua một số đồ supply rồi đi ra nha mọi người nha. Đeo khẩu trang lên. Ôi trời ơi, nó lạnh. Gió quá. Okay, đó nè. Xong chưa? Let's go. Hôm nay mua cho anh được khẩu trang anh thích đó. Anh thích đan sao? Rồi, let's go. Đi vô. Rồi, vô. Đi đường nào? Trời ơi, cái gì mà con quần có vậy? Đi đi go go go. Let's go. Mở cửa ra. Nè, mở cửa ra nè. Đi vô. Đi vô. Ok. Hồi nãy em mua được vài món đồ và chắc cũng mua nhiều. Anh lộ khẩu trang nha. Em mua cho chị Tâm Mì chai nước sơn, định là ghé mua chai nước sơn để sơn móng thôi. Đây, mua một chai màu đỏ nè. Chai màu đỏ. Với mua cái hộp đựng bột. Tại vì mấy cái bột của em để cái nó kiểu là nó lộn xộn quá đó. Nó chật á, cho nên em mua hộp đựng bột để cho nó gọn lại. Rồi thêm cái đồ bào gót nữa, tại vì cái đồ bào gót á thì mỗi người xài thì sẽ tự mua, không phải tự mua mà nói chung là chủ cũng cho, nhưng mà nhiều khi á mình xài nó lục lắm mày, mà chủ nó không có cho. Cái mỗi lần mình bào chân cho khách á, người ta không có sạch á, cho nên lâu lắm, bào chân lâu mà nhiều khi bào xong rồi cái da cái chân nó không sạch sẽ gì trơn. Rồi cái mình mua thêm hai chai bột cầm máu nè. Mình mới biết cái loại này luôn là khi mà mình làm chung với chị trong tiệm á, thì mình thấy bà xài cái loại này, mà bà xài cái loại này hay lắm. Bà dít ra cái bà để lên cái chỗ mà bị cắt chảy máu á, là nó cầm liền tại chỗ và nó không có chảy nữa, mà cái kiểu mà nó cầm máu rất là good luôn. Mình thấy là chỉ xài á nó êm lắm luôn á, cho nên mình nãy mình đi vô cái mình thấy cái mình mua nè. Mỗi khi mình vô mình không có biết, mình chỉ thấy cái chai màu xanh mà xanh gì ta, xanh dương thôi đó, chỉ có màu xanh dương đó thôi. Cái mỗi khi mình cũng hay xài loại đó, nhưng mà có nhiều người á xài á nó không có cầm, nhưng mà cái loại này thì xài mình thấy là bỏ lên là cầm máu liền, nó dạng chip. Mình mua luôn 2 chip để mình xài đó. Mua có mấy món vậy thôi mà 20 mấy đồng, 22 đồng quý vị. Là mình mua ít lắm, nó bán giá lẻ. Mình mua số lượng ít nó bán giá lẻ chứ nó không bán giá sỉ. Đây là khu vực Eden nè quý vị. Mình đã tới khu vực Eden rồi nè. Xe đâu con? Ten xe luôn hả? Nhiều quá. Nhiều ten xe luôn. Bây giờ sẽ chạy qua bên bà, trả tiền cho bà trước. Rồi xong rồi chạy qua Eden mua một ít đồ, lát về nấu canh chua. Ăn cơm. Lâu lắm rồi không ăn được bữa cơm cho đàng hoàng. Toàn là ăn tập 7 tập 3 không à. Trái cây rồi lục tủ lạnh rồi có gì ăn cái bỏ vô làm tùm lum tùm la, mỗi thứ chút trộn vô ăn. Trời đất ơi, không bữa nào cái hồn vậy chứ. Bữa nay mấy bữa thì cũng làm nem nướng ăn với bún, nhưng mà mạnh ai nấy ăn à. Rồi bữa làm nem đó, ở đầu cái Henry nó chỉ ngồi nó ăn ăn không thôi, còn mình đó thì mình bỏ ăn với cơm. Nói chung là ăn nó cũng không có đàng hoàng chỉnh chu. Hôm nay sẽ nấu nồi canh chua, tối nay về hai vợ chồng ăn cơm canh chua với cá kho. Nãy mình bỏ hai cái bịch cá ra rồi, lát chiều về nó rồi nó tan đá hết rồi, bắt đầu mình sẽ nấu nồi canh chua cho thiệt là ngon để cho Henry nó ăn. Hôm nay Henry nó ăn cũng không có ăn đồ ăn ngon nữa. Hả?
qua bà chơi với chị à? Ok đây nè, mày ghé bà nè, mày trả tiền cho bà cái. Ừ, đưa tiền cho bà, em gì đem tiền vô đưa bà ha. Ok không? No hả? Bây giờ mình đi đâu? Mình mẹ, đi đâu? Mẹ đói bụng. Ờ, mẹ đói bụng, mẹ đói bụng quá. Giờ mình đi đâu giờ? Mẹ đi ăn bánh. Mẹ đi ăn bánh hả? Bây giờ mình đi chợ chứ. Chợ với ăn bánh. Ăn chợ với ăn bánh hả? Bây giờ mình đi chợ mua đồ ăn. Mua đồ ăn cho ba. Cho ba, rồi làm gì nữa? Cho Henry nữa hả? Rồi có mua đồ ăn cho mẹ không? Rồi bây giờ trả tiền cho bà xong rồi, bây giờ mình đi đâu? Đi chợ phải không? Dạ. Để cái giò xuống dơ. Ngồi cái ngắn lại con trai lớn rồi. Ok. Ok. Sorry mọi người. Bây giờ mình go ha. Go. Go thì sao? One. One, two, three. Go. Go. Yeah, let's go. Để cái giò xuống dơ. Let's go. Bây giờ ghé chợ ha, mua cà phê uống ha. Mẹ đói bụng rồi, mua cà phê cho mẹ uống nha. Uống cà phê gì màu orange kỳ vậy? Cà phê của con gì kỳ anh rồi? Cà phê màu gì? Màu yellow. Dark gray, phải không? Đúng rồi, gray. Dark gray. Bây giờ mình mua cà phê màu dark gray uống ha. Ok. Rồi, bây giờ uống cà phê xong rồi người đi chợ ha. Ok không? Hay về nhà. Ừ. Hay về nhà, hay đi làm gì? Nấu ăn cho ba ha. Nấu ăn cho ba. Trời ơi, giỏi quá. Đó. Tự giới chạy lên đây. Xong ghé mua đồ supply, ghé trả tiền cho bà. Giờ ghé qua chợ mua cà phê để dành trong tủ lạnh uống. Lâu rồi, hình như gần 1 tháng rồi đó mình không uống cà phê. Cho nên bây giờ ghé chợ mua miếng cà phê thưởng cho bản thân mình. Xong rồi chạy qua bên tiệm để lấy tiền. Lấy tiền xong rồi bắt đầu mới đi về làm nail cho chị Tâm Mì. Đó, quý vị thấy là hết ngày rồi, hết ngày hết giờ rồi. Đó, ngày chủ nhật là nhiêu đó, ngày thứ bảy là nhiêu đó thôi, là hết ngày hết giờ đó quý vị. Cho nên đó, bây giờ mình cứ tranh thủ đi làm. Xong rồi mới mốt quá thì qua cái mùa lễ này thì nghỉ được 2 ngày. Tại vì bên đây tính ra cái tiệm này cũng được. Tại vì họ cho thợ nghỉ bớt. Ví dụ như họ tạo income cho thợ nghỉ bớt để cho những cái thợ khác nó có income. Mà ngày hôm đó là thợ nghỉ ngày thứ mấy gì đó thì cho thợ nghỉ. Rồi ngày thứ mấy cho thợ nghỉ thì họ canh chừng mỗi một ngày vậy đó, khoảng 3 thợ, 6 thợ hay nhiêu đó thì chia đều ra đó, nghỉ sao mà cho đủ trong cái khoảng đó để cho mỗi người có một income một chút. Chứ còn làm mà hết tiệm luôn thì ngồi chờ chia ra mỗi người có 100 đồng một ngày thì cũng đâu có tiền được bao nhiêu, mà đi làm suốt rồi ngồi trực hờ mệt. Cho nên chủ nó cho nghỉ bớt gì cũng được. Chị bên đây bà chủ kêu mình đó là đi làm nghỉ sau nghỉ ngay cái ngày mà tiệm đông khách. Mình nói cái số rồi, cái số nó nghèo à, bây giờ có làm gì nó cũng nghèo à. Giờ nhiều khi mình đâu có biết trước được đúng không vậy, số phước phần ai nấy hưởng thôi, kệ đi. Cuộc đời con kia người ta gọi là cuộc đời nó đẩy đưa đó. Đúng không mọi người? Cuộc đời nó đẩy đưa. Ôi trời ơi, nắng nó chói quá. Em nói chuyện mà mở mắt không nổi luôn. Mọi người thấy em nhừ nhừ không? Mệt á, nhừ nhừ đuối. Cái tiệm này nó mở cửa cũng trễ, 8 giờ 8 mấy mà làm cảm giác trễ lắm luôn á. Tại vì chị biết sao không? Sáng mở cửa sớm, 10 giờ mở cửa, mà mấy bà thợ 9 giờ đi mất tiêu hết trơn. Em nói trời đất ơi, 10 giờ mở cửa mà 9 giờ đi, trời đất ơi, thôi tôi đi đúng giờ đi, 10 giờ tôi đi thôi. Có nhiều người họ 9 giờ họ đi, họ bắt khách sớm. Bắt khách sớm họ làm xong cái họ đậu hàng họ để tuốt trên giày vậy đó. Cái họ bắt khách hẹn của họ sớm hơn là cái lịch hẹn. Sớm hơn là cái lịch hẹn, cái xong họ làm xong con khách ra cái gần lát cái họ bắt thêm con nữa, họ làm tiếp.
ví dụ như cho là họ bắt cái thên đó đi thì họ xuống thên thì một lát là hồi họ cũng được bắt thêm kiểu vậy đó. Đi sớm làm sớm, ý là họ làm sớm để họ trừ hao cái giờ đó. Trừ hao cái giờ là làm xong con này là lát 10 giờ là bắt đầu họ có thể làm được nữa rồi. Nếu như khách mà vô dồn là họ có họ bắt họ làm tiếp kiểu gì. Ôi trời ơi, neo là nó như vậy đó quý vị, tại vì sắp thên sắp tua mà có khách thì làm, còn không có khách đó thì ngồi chơi, cho nên á nhiều khi người ta tranh thủ lên ta hốt qua mình ngồi mình làm với con bé kia. Sáng nó vô nó làm một con rồi, cái lát nó bắt thêm một con khách nữa, tại nó dạng bắt khách hàng mà bắt thêm một con thở nữa mẹ. Thì mình vẫn còn phải ngồi chờ cho tới khi mà có khách bắt in vô mẹ. Mày đang nói chuyện cô chú ngồi im, tới khi khách bắt in vô cái đầu cái nó bắt thêm một con đó, quá in nó làm chung với mình nữa là nó hết ba con, còn mình ra mình mới làm có được con con mà nó làm nhanh lắm, kiểu làm lẹ tay lẹ chân chụp giật á, giống như hồi trước mình làm bên tiệm đây vậy, làm nhanh thiệt nhanh để ra bắt khách tiếp á. Tiệm bên đây mình thấy khách hàng nhiều quá cho nên mình không có chụp giật, mình cứ làm từ từ, tại họ có khách hàng cho nên họ tranh thủ họ làm, họ ra sớm họ bắt được con quá in nào thì hay con quá in đó kiểu vậy đó, còn khách hàng của họ thì đâu ai giành được của họ đâu kiểu vậy đó mọi người. Ôi bởi vì cái chị bà chị kia bà nói trời ơi chụp giật quá, bởi vì các bạn đi làm nail á có nhiều người họ nói vậy nè, nail nó phức tạp là nó phức tạp, nó phức tạp vậy đó quý vị, nó chụp giật nó bóp hốt vậy lắm, chụp giật bóp hốt vậy lắm, ít khi có cái tiệm nào mà làm mà không có chụp giật. Các bạn làm tiệm nào nó cũng chụp giật hết trơn, tại vì cái kiểu làm là làm xong là cái bắt khách tiệm, cho nên kiểu nào họ cũng làm, họ ra bắt khách, mà tiệm bên đây là kiểu đó luôn á nha, là mày làm xong mày ra mày đậu hàng, là mày ghi tên lên là ra là đậu hàng kiểu vậy đó, cho nên mình nói trời đất ơi trời, nó chụp giật nó làm rần mà vui lắm, cái tiệm này vui lắm, làm á là mình bắt khách mà mình quên á, mình quên ghi tên của mình ha, là một lát mới lên á, mình ví dụ như mình nãy mình nhớ là mình bắt con khách đó trước cái bà đó thì một lát nữa mình ví dụ mình quên đi thì một lát nữa mình lên mình sẽ ghi cái tên mình ngay chỗ cái bà đó đúng không, nó không có cho không, mày quên ghi tên là mấy cái người kia họ đã ghi tên rồi thì mày phải xuống thên tuốt ở dưới mày ngồi mày ghi cái thên tuốt ở dưới kiểu vậy đó, để cho là tự ý tự giác để đi mà ghi tên lên. Trời ơi mình nói trời ơi mấy hôm nay mình không có biết á, mình không biết mấy cái vụ đó đó, mình đâu có ghi thên vô đâu, mình bị mất thên hoài à. Cái mấy bà kia mấy bà nhắc chừng mấy bà kêu em ghi tên em lên chưa, nói ờ chưa, cái mình lên cái là mình thấy hai người ghi trước mình, mà nhiều khi họ biết á, họ biết mình bắt khách luôn á mà họ vẫn cố tình họ lên họ ghi trước mình, ví dụ như họ biết là mình mới bắt khách rồi đúng không, mình mới bắt khách rồi thì người ta thấy cái thên mình ở trên là họ chỉ gạt cái tên mình thôi nha quý vị, hay vậy đó, gạt tên thôi chứ không xuống thên nha, chỉ gạt tên mày thôi chứ không xuống thên cho mày đâu đó. còn nếu như mà ta kiểu là mà mình giống như là mình không có gạt tên, mình để nguyên cái tên của mình trên đó luôn á thì họ sẽ thấy cái tên mình, tại sao mà mình vẫn còn nằm tuốt trên đó, là nếu như nằm tuốt nó đi ra khách vô nữa là mình bắt tiếp đó, cái họ gạt cái tên mình xuống cái họ ghi chót dưới cùng nhất, là mười mấy người là thấy ai cũng bận hết trơn rồi bắt đầu họ mới ghi mình dưới cùng. Mình nói trời ơi làm trong môi trường này mấy người này họ kỳ quá, ganh tị với nhau kỳ quá. Ví dụ như họ thấy đúng không, họ thấy tên mình họ nói là chay ơi em chưa có tên trên đây, nãy em chưa xuống thên đó chay, nói em quên xuống hay gì đó thì nó nói chị xuống giùm em luôn nha, ví dụ vậy đi. Không có đâu, ghi tên xong xuống kêu em lên em ghi tên cho em đi, kiểu ai cũng vậy hết trơn á, cái kiểu là mày sống mày mày biết bản thân mày thì tao cũng biết bản thân mày, cũng biết thân tao vậy, kiểu gì đó, rồi cái thằng nào nó cũng mạnh, thằng nào thằng đó lên chụp giật vậy đó,
Còn nếu như mà ghi tên đó là nhớ thằng nào bắt trước thằng nào là bắt ghi. Bây giờ không có được, mày lên mày ghi gì cũng không được nữa. Con kia nó bắt trước tại nó bận, nó bắt khách thì để ghi lại cho nó, đúng không? Chụp giật mệt mà mình cũng cứ từ từ, mình nói thôi kệ mẹ, cứ từ từ, ta hốt 500-600 vậy đó trời. Còn mình lên mình hốt 200-300, mình làm mình nói cảm thấy không được mình nghỉ nữa, mình không cần thật sự. Mình nói với những cái tiệm vậy mình không cần làm cảm thấy income ổn, vui vẻ làm mà chụp giật quá mà kiểu làm mà kiểu sanh nạnh tị nạnh với nhau, bị gan tức ở gì. Mình làm vài bữa mình cũng đi à, thiệt luôn á, mình cảm thấy không có thoải mái là mình cũng đi à. Xong rồi quý vị, lãnh lương, phong bì, bì lương. Cái này lương thì ít mà giấy thì nhiều. Đây, giấy gì mo, gì mo gì cộm luôn. Rồi bây giờ mình đã chạy tới Eden rồi nè mọi người. Mình sẽ chạy qua Mi mua một miếng cà phê. Uống ai uống cà phê uống à? Cà phê uống rồi mua cà phê rồi muối gì nữa, mua bánh sô cô la ăn à. Hôm nay bị khan tiếng muốn bị bệnh nào quý vị, có đang vậy tắt tiếng. Ôi giời ơi xe đông thế này, đây nè đừng chỗ mặt kinh. Hồi trước chồng mình không ghét gia đình nữa, ông nói Bắc Kinh thì nhỏ xíu, nó dễ Bắc Kinh nhỏ xíu và đậu khó như quỷ, cho nên ông mua cho mình chiếc xe này mình chạy thấy gì ngon lành, không có sợ Bắc Kinh nhỏ. Xe của mình nó nhỏ xíu thì chứ Bắc Kinh nhỏ là chui vô tật lắm, đâu có sợ đâu, không sợ Bắc Kinh mắt nhỏ gì đâu, thấy không? Ngon lắm, thấy chưa? Hai mọi người, trời ơi, nãy giờ em làm nấu nướng ở trong bếp, bây giờ trời cái đầu nhìn ớn không? Bây giờ thì mới cầm máy quay phim cho các bạn xem được đó. Mọi người thấy hấp dẫn không? Trời ơi trời lạnh quá, ở ngoài chưa có cái gian bếp cho nên phải nấu ở trong đây đó, nấu trong đây lỡ đi khi nào làm được cái gian bếp ngoài thì tính tiếp vào mọi người ăn. Đây ngày hôm nay em nấu một cái nồi canh chua nha quý vị, chứ con này thì em đang phi hành, xong rồi sẽ bỏ qua đây xào sơ cà với một ít thơm nữa. Đây là thơm bữa hôm sáng mình cắt còn dư lại nè, lát mình sẽ đổ vào đây mình xào luôn. Lâu lắm rồi mới quay là cái gian bếp của Minh nè, hôm nay quý vị ha, chắc cũng mấy tháng rồi mọi người hả, lâu lắm rồi Minh nó không có nấu ăn ha, hôm nay nấu ăn lại nha. Ok rồi, trời ơi thơm đắt hết, thơm banh khác ở nhà luôn nha. Rồi tiếp tục với cái này đổ vô đó. Rồi xong xào cho nó thơm, nó ra nó ngọt, thơm là mình xào trước vậy đó, bỏ vô canh chua nó ngọt lắm. Còn cái phần cá ba sa này á thì nãy giờ mình vớt bọt được một mớ rồi nè. Hồi nãy á lúc đầu mình vớt bọt trời ơi bọt không luôn quý vị, mà đặc biệt đó là cái bọt đó là cái phần mà tanh của cá nó ra. Nếu như mình vớt càng sạch đó, thì mình nghĩ là nó sẽ không có tanh nữa, theo lời ông bà dạy là như vậy á. Đây, bỏ đây đó. Mình nấu ăn là mình bài nè đó, mình bài một nhà luôn, đầu bếp giỏi nấu ăn nó vậy đó mọi người, nấu xong cái lát mình rửa luôn một lần đó. Bắt đầu bỏ cà vô, rồi mình bỏ cà vào nha, cho hết cà vào rồi đảo đều lên cho nó ra chua chua thơm thơm, nấu canh chua nó mới ngon đó, nó sảy ra mọi người nha. Mình phải cho miếng đường vô trong đây cho nó thấm lên cái thơm á, cho nó hạn chế cái vị chua lại đó, nó dịu cái chua lại. Ngày hôm nay mình đi chợ mình không mua được nhiều, chỉ có mua miếng bắp cải trắng nè. Còn cái này bạc hà ông xã mình ăn muối
muối với một chút xíu giấm á, cho nên bây giờ nó mềm mềm như thế này thì mình bỏ vào mình nấu thì nó có vị chua chua luôn. Cái này là nó đã chua chua rồi. Rồi á, với một ít giá nữa nè quý vị. Đây giá nè. Giá bạc hà, bắp cải, cà với thơm, nhiêu đó là đủ rồi mọi người. Nhiêu đây là cái gì là có một cái nồi canh chua thiệt là bự rồi đó. Cái phần cá này á, nó đã sôi lên nãy giờ rồi thì mình bỏ cà trắng vào trước. Xong mà tiếp đến đó là mình sẽ cho giá với bạc hà vào luôn. Hôm nay mình nấu mình sẽ sử dụng bột me. Cái này là bột me bỏ trong cái bịch đó quý vị. Và khi mà em mua về thì em đổ thẳng vô cái hũ như thế này luôn để em xài cho nó tiện. Em khỏi phải cầm cái bịch mỗi lần nữa. Xài cái cột cột chém tém bỏ vô nguyên bịch luôn. Ở trong đây là bữa mình mua 10 bịch đổ lên tới đây nè, xong mình xài từ từ. Thì cái bột me này thì mình sẽ bỏ vào, mình nêm vào cuối cùng, mình nêm nếm vào cái lúc cuối cùng thì mình mới nêm nha. Mình chờ nó sôi bùng lên bắt đầu mình mới nêm nha mọi người. Xong một nồi canh chua, hôm nay không có rau thơm rau quế gì hết trơn á, để đại luôn quý vị ơi. Đó, với bên đây một nồi cá kho tộ. Chỉ như vậy thôi đó mà hết ngày đó quý vị. Hết ngày rồi quý vị thấy không, 9 giờ rồi, 9 giờ nè mọi người. Ồ đuối, cái này là chỉ nấu để cho ngày mai ăn thôi chứ hôm nay là đã no hết rồi. Giờ 9 giờ còn không ngồi ăn uống gì nữa hết á. Rồi thôi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video mình ngày hôm nay nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye bye.